Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại sân đua bò của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Vào sáng ngày hôm nay, sáng ngày 14 tháng 10 năm 2023, trong giải cúp truyền hình, giải đua bò cúp truyền hình An Giang năm 2023, lần thứ 28 được diễn ra tại sân đua bò của huyện Tri Tôn, tại khu du lịch thể thao Tà Bạ Sòi Chét. Hiện bây giờ các bạn có thể là nhìn thấy là tất cả các đôi bò, có tất cả là 56 đôi bò đến từ các huyện và thị xã như là Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Thoại Sơn của tỉnh An Giang và huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang cũng đã tập kết về khu vực sân đua bò vào sáng nay để chuẩn bị cho phần thi đấu. Thì bây giờ không khí tại sân đua bò huyện Tri Tôn rất là sôi động nha các bạn. Đúng 8 giờ thì buổi lễ khai mạc sẽ được diễn ra. Hiện bây giờ các chủ bò cùng với những đôi bò của mình cũng đang rất là háo hức chờ đợi, chờ trận đấu sớm được diễn ra. Ở đây là quang cảnh trước giờ thi đấu nha các bạn. Từ 5 giờ sáng là mọi người cũng đã tập trung ở đây để di chuyển những đôi bò ở khắp nơi, như hồi nãy mình cũng đã chia sẻ các bạn về tập kết tại đây. Đây phía trước màn các bạn, đôi bò số 01 và đôi bò số 28. Trước đó 2 tuần thì mình cũng đã chia sẻ các bạn những hình ảnh của trận đua bò, lễ hội đua bò tại chùa Rô của huyện thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nhằm chọn ra những đôi bò xuất sắc nhất để đi vào giải cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023. Năm rồi cúp truyền hình, giải đua bò cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 được diễn ra tại sân đua bò chùa Thơ Mít của xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Và năm nay là tổ chức tại sân đua bò của Tri Tôn nha các bạn. Mỗi năm sẽ luân phiên. Thường là năm lẻ là tổ chức tại sân đua bò Tri Tôn, còn năm chẵn là tại sân đua bò của thị xã Tịnh Biên. Đây là lễ hội phải nói là độc đáo nhất chỉ có tại vùng bảy núi An Giang thôi nha các bạn. Lễ hội đua bò được diễn ra theo thông lệ hàng năm nhân dịp lễ Senonta của đồng bào dân tộc Khmer. Lễ Senonta được diễn ra từ ngày 29-30 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 âm lịch hàng năm. Và lễ Senonta chỉ có tại vùng bảy núi An Giang là có phần lễ hội đua bò nha các bạn, độc nhất luôn. Còn ở Trà Vinh và Sóc Trăng thì thường thì mọi người chỉ đi chùa để làm lễ thôi. Tại Trà Vinh và Sóc Trăng thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn khoảng hơn 1 tháng rưỡi nữa, trong dịp lễ Ốc Quan Bốc sẽ có phần đua ghe ngo, phải nói là cực kỳ là hoành tráng tại sông Mắc Bơ Rô của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đối với đồng bào dân tộc Khmer thì 3 lễ chính trong năm, 3 lễ lớn nhất nha các bạn. Cái thứ nhất đó là chúng ta đang xem hội đua bò trong lễ Senonta, lễ cúng ông bà, tưởng nhớ ông bà, giống như lễ du lan của người Kinh vậy các bạn. Lễ thứ hai sắp diễn ra nữa đó chính là lễ cúng trăng, lễ ốc âm bốc, được diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch. Phần lễ thứ ba mình cũng đã chia sẻ các bạn trong những video trước đó, đó là Tết Chôn Chờ Năm Thơ Mây, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 dương lịch tại chùa Sóc Tà Ngáo, chùa Tà Ngáo tại Sóc Tà Ngáo của thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa rồi. Đây mà các bạn cùng xem qua một số hình ảnh của các đôi bò. Hiện tại là các tài xế cũng đang nạp năng lượng nha các bạn, chuẩn bị chờ phần thi đấu vào sáng nay.
Đây các bạn, đua bò rất là cao, rất là lớn. Đua bò này là số 56, số lớn nhất luôn các bạn. Một đôi bò như vậy là mình nghe là trị giá rất là cao các bạn, khoảng là 150 triệu cho đến 250 triệu. Đôi bò trị giá khoảng nhiêu anh? 100. Dạ. Em nghe có đôi như tới 200 mấy luôn đó hả? Tùy tùy bò ha. Tùy theo bò. Dạ. Vậy là khoảng là lối 100 cho đến khoảng 200 mấy ha. Nó giờ mình còn dùng để kéo kè không anh, hay là chỉ để kéo xe rồi thôi? Kéo xe ha. Kéo xe cái bữa luôn. Dạ, vậy cũng còn cái bữa được luôn. Cái bữa. Tại em thấy giờ là bằng máy ra, em không biết còn máy số nào kẹt kẹt mai vô không tới. À vậy là có số ruộng xẻo ha, anh xẻo rồi máy mình đâu có vô được. Nên mình phải nhờ những con bò này kéo kè. À. Đây các bạn nhìn dưới sân đây, các đôi bò cũng đã tập kết ở đây rồi. Mình nghe các anh ở đây chia sẻ là những đôi bò này là phải nói là rất là khỏe nha các bạn. Trị giá là khoảng 100 triệu trở lên. Có đôi tới trên 200 triệu lận. Và những đôi bò chiến thắng sẽ được chủ nhân phải nói là rất là quý các bạn. Đó như là một tài sản quý báu. Thường các anh giữ lại để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Có thể là kéo cày ha, hoặc là có thể là kéo xe. Mình cũng có thắc mắc là tại sao hiện nay có máy móc mà mấy anh vẫn sử dụng, nhưng mà mấy anh cũng có chia sẻ là có những chỗ trẻo các bạn, chỗ trẻo hoặc là đất nó hẹp á, máy không vô được, nên người ta còn phải dùng sức của bò để hỗ trợ. Cái gimbal của máy quay của mình nó có vấn đề các bạn ơi, nên sáng giờ mình sửa hoài không được, mình quay hơi trễ cho các bạn xem, các bạn cũng thông cảm. Và mình đang sử dụng là máy cầm tay luôn, nên có lẽ là hình ảnh nó có phần không ổn định lắm, thì các bạn cũng thông cảm nha các bạn. Mình sửa cũng chưa có được nữa. Đây, các bạn thấy là khu vực ở dưới sân đây có tất cả là 56 đôi bò các bạn. Một con số rất là khủng. Còn kỳ rồi các bạn xem ở chùa Rô chỉ có 24 đôi bò thôi, chưa được một nửa. Ở đây là dãy cúp truyền hình An Giang các bạn. Đây là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Gồm có bò của các tỉnh, đa số đây là An Giang các bạn. Ở huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang thì mình nghe hình như là có 2 đôi bò cùng tham gia thôi. Chú đi xem cổ vũ đôi bò hả chú? Năm nào cũng đi không chú? Năm nào cũng đi hết. Dạ. Có kỳ rồi chùa Rô chú có lên không? Dạ. Đây chú cũng rất là đam mê đua bò nha các bạn. Chú nói là chú chia sẻ năm nào chú cũng có đi xem và cổ vũ đua bò. Cũng giống như mình rất là cố gắng năm nào cũng sắp xếp để đến xem cổ vũ và ghi hình chia sẻ cho các bạn cùng xem đây. Chú người ở đây luôn hả chú? Người ở Lương Phi. Lương Phi là cũng tri tôn hả chú? Thêm một đôi bò nữa đang tiến vào sân các bạn, đôi bò mang số 40. Còn khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa trận đua bò sẽ được diễn ra nha các bạn, nên mình ghi hình chia sẻ các bạn xem hoàn cảnh hết sức là tất bật và nhộn nhịp vào sáng nay trước giờ đua bò được diễn ra. Hàng năm cứ theo thông lệ hàng năm dịp lễ Senonta là sẽ có phần lễ hội đua bò các bạn. Ngoại trừ 2 năm 20 và 21 là dịch bệnh nên là gián đoạn 2 năm nó không có hoặc không có tổ chức thôi. Còn lại là hàng năm mà năm nào cũng vậy. Nhưng mà mình có xem những cái video các bạn đồng nghiệp mình chia sẻ những năm trước các bạn, không có hoành tráng như thế này. Chắc có lẽ là lúc đó thì cấp độ cũng còn nhỏ hơn. Lúc đó là chưa có cái sân đua bò này. Nên mình thấy cái sân của chùa Rô, thường là đua sân chùa Rô và chùa Thơmít, thường xong sân đua bò nó hẹp hơn này xíu. Chùa Rô thì hẹp hơn. Nhưng mà thường mình thích ở cái sân nhỏ hơn các bạn, sân nhỏ quay
quay phim và ghi hình cho bạn thấy nó rõ hơn, còn ở xa vậy thì hơi khó quay. Nhưng mà được cái là sân rộng thì khán giả có thể đến xem cổ vũ đông, chứa được nhiều người hơn. Còn bình thường thì chỉ có một số ít thôi bạn. Giờ mình dây quay đây nó hơi bị ngược sáng, nhưng mình cố gắng để đi xem những cặp bò. Cà bò số 11. Ủa, cái này mình bốc thăm hôm qua rồi ha em. Dạ, vậy là bốc thăm trước đó mấy ngày rồi. Bốc thăm để chọn cái số nha các bạn. Chọn số thứ tự. Mình nghe cũng có thông báo bốc thăm trước đó. Này hơi ngược sáng các bạn ơi. Trước giờ thi đấu thì các anh cũng chăm chút cặp bò của mình. Nãy mình thấy là các anh lau miệng, lau mặt rồi hình như là có cam phải không anh? Cam mình để làm cho sạch miệng hay gì anh? Ủa cái số thứ tự đó là mình bốc thăm hay sao anh? Vậy là mình bốc thăm trước đó mấy ngày rồi. Rồi hồi vô trong thi đấu mình tiếp tục bốc thăm ai chạy trước ai chạy sau ha. Số 10, số 9 thua đúng số... Tiếp theo vậy đó. Vậy là ta gọi theo số thứ tự, cặp 1, 2 sẽ đi trước. Theo anh là thường những năm mà thi em thấy cặp trước cặp sau cặp nào có lợi thế hơn? Trước. Em cũng thấy cặp trước. Cặp trước có lợi thế hơn ha. Ủa vậy là ví dụ như đang mình đây đua có con vòng ha anh? Vòng à. Con vòng kêu vòng thả phải không? Còn vòng lên cái là đi luôn. Còn ở chùa Rô có vòng trước kêu vòng hô. Tại vì giờ vòng nó nhỏ. Đông quá. Dưới đây Ủa vậy là trong cái lúc mà bò đang đua á là bên mé bên kia nó có qua mặt được anh hay là chỉ có hai? Không, muốn qua mặt chỗ nào qua rồi cũng được chứ. Vậy hả? Vậy là dòng thả là chỗ nào qua cũng được. Sức phá cho chỗ nào qua cũng được. Vậy một lần em tưởng đâu có bán về có 100m cuối mới qua được chứ. Qua muốn qua chỗ nào qua miễn là sức phá thì qua mặt là được. Do ở đây số lượng bò khá là nhiều các bạn, tới 56 đôi bò. 56, chính vì vậy là chỉ có một dòng hô. Anh chia sẻ đây chỉ có một dòng hô thôi nha các bạn. Rồi là đua luôn á chứ không có, xin lỗi là chỉ có một dòng thả. Còn dòng hô thì bỏ qua, dòng hô đây bỏ qua. Sức phát là coi như là thả luôn. Vì vậy là lúc đó là cặp bò sau là được quyền qua mặt cặp bò trước rồi ha. Nếu mà qua mà về đích trước mới thắng phải không anh? Chứ qua mà hồi bò cặp sau qua lại thì cũng quê. Mà các bạn đi sang vị trí khác nha các bạn. Ở đây đi ngược nắng rồi, thôi bây giờ mình kiếm cái hướng khác mình đi vòng lại đi. Đây, các bạn thấy là những đôi bò cũng đã được tập kết từ khu vực sân đua bò đến đây luôn các bạn. Đúng này ngược sáng thiệt. Đây các bạn thấy là khi đua bò thì chủ bò cùng với người thân phải nói là tập trung để chuẩn bị, phải nói là rất là khí thế luôn các bạn. Không phải chỉ có một người đi, không có một tài xế các bạn, mà người thân đi theo để cổ vũ rất là đông vui. Đây là đôi bò số 38 nha các bạn.
À, mình tính là qua mà chưa đi được rồi. Này nghe đua trong buổi sáng luôn anh hay là 7 giờ rưỡi thôi mà. À vậy đua có thể tới buổi chiều luôn. Có thể thôi. À. Tôi ta giải lao nghe thấy anh nghĩ là đua buổi đứng luôn tốt hơn hay là cho nghỉ tốt hơn? Đua tới sáng tới chiều luôn á. Nghỉ giải lao ít phút nó còn có sức. À theo em nghĩ chắc nó khỏe hơn á, tại vì em thấy năm rồi ở Thermit đó là nghỉ mấy tiếng hồ là tới 2 giờ mới đua lại. Em thấy vậy bò như buổi chiều nó khỏe hơn. Đua buổi trưa em thấy sợ nắng dữ ha. Thì vô vòng trong chút xíu nó tới, chút xíu nó tới. Dạ. Đua gấp quá bò nó không lại. Ở bò mình này là ở đâu anh? Ở tại Tri Tôn mình luôn không? Đi này dài lắm mấy biển được. Dạ. Em nghe như có của Kiên Giang nữa phải không anh? Có Kiên Giang, Châu Phú. À, Châu Phú. Như em nghe có núi Sập nữa ở Thoại Sơn á. À. Nắng quá. À, mình quay về cho các bạn thấy tổng quan thôi các bạn, chứ mình không có dám lại gần, sợ bò nhát nha các bạn. Đây thường chủ nhân của đôi bò thì quen rồi. Mình là lạ lạ, mình không dám vào, sợ nhiều khi bò nó chạy. Sáng ngược sáng ở đây mình quay mé này quay được sao bò không à, có cặp nó nhát quá không dám lại gần. Thôi giờ mình đi trở ra các bạn. Em mình ở huyện Tri Tôn luôn anh. À, Tình Biên hả? À, thị xã Tình Biên ha. Chỉ là kỳ rồi có đua ở chùa Rô. À, kỳ rồi được giấy gì anh? À, những đôi bò Tình Biên cũng đã được dợt trước các bạn. Kỳ rồi mình có thấy các bạn thấy những hình ảnh là những đôi bò đã được thi đấu tại chùa Rô nha các bạn. À, các bạn có thể là nhìn thấy hình ảnh, những hình ảnh rất là đã mắt, và ngày nay chúng ta sẽ được xem lại một lần nữa. Đây cái bừa nha các bạn, đây cái bừa đây. Và tài xế sẽ đứng lên cái bừa này. Thank you.
thấy đây là những chiếc xe dùng để chở các đầu bò đến để thi đấu vào sáng nay. Đây có đầu bò số 42 và đầu bò số 08. Mà các bạn cùng xem qua một vòng nữa nha các bạn, xem khu vực tập kết các đôi bò. Thực ra là khu vực này không có tập kết hết được nha các bạn, tại vì cái không gian này cũng không có rộng lắm, nên là có một số thì ở khu vực tập kết, còn số mình thấy xuống phía sân đứng ở bên dưới rồi. Đây xuôi chiều nắng các bạn, nãy giờ đi mấy kia ngược chiều quá, ảnh có thể là không có được đẹp. Hai cái dây màu đó chính là điểm đích và điểm xuất phát là ngay chỗ giữa màn hình. Các bạn thấy có mấy anh đài truyền hình bắt vàng che dù đó. Vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn thấy những hình ảnh cho công tác chuẩn bị đua bò tranh cúp truyền hình, giải đua bò tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023 được diễn ra tại sân đua bò huyện Tri Tôn. Cụ thể đó là tại khu du lịch thể thao Tà Bạ Xoài Chét, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và còn khoảng chưa đầy một tiếng nữa là trận đấu, những trận đua bò sẽ được chính thức diễn ra. Và mình sẽ cố gắng ghi hình những hình ảnh hay nhất, đẹp nhất về giải đua bò Bãi Núi Cúp Truyền hình An Giang năm 2023 cho các bạn cùng xem. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Mình sẽ ghi hình những trận đua bò cho các bạn cùng xem.